Xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để setup một cái góc máy mà với nhiều màn hình như thế này đây. Đấy. Thường góc máy như vậy là dành cho các bạn streamer, những bạn cần dùng một tới hai màn hình trở lên. Còn bây giờ cái nhu cầu của cái việc mà dùng nhiều màn hình không chỉ gói gọn trong các bạn streamer mà thay vào đó nó còn đánh thẳng vào cái phân khúc như là máy của những người chuyên về làm những con số như là người làm kế toán này, người mà phải theo dõi những đồ thị của chứng khoán. Rồi những người làm thiết kế, những người làm công việc sáng tạo. Đó, vì vậy các bạn nếu muốn biết setup như thế nào thì mời các bạn xem video sau đây. Để xuất ra được 4 màn hình, các bạn đầu tiên là cần một chiếc cạc màn hình. Đây là cổng HDMI nè. Đây là hai cổng display board. Và đây là đầu chuyển display board sang HDMI. Tại sao mình lại nói chúng ta cần một đầu chuyển để bỏ hết sáng HDMI á, là vì đa số các màn hình bây giờ đều sử dụng là cổng HDMI là chủ đạo. Vì vậy, những chiếc màn hình như cạc màn hình như thế này á, nó chỉ có một cổng HDMI và các cổng display board. Bây giờ mình sẽ cắm vào đây. Đây các bạn cắm như thế này. Cứ cắm lần lượt vào thôi. Đấy, khi cắm đủ 3 cổng thì cổng còn lại sẽ là cổng HDMI. Rồi bây giờ mình sẽ cắm HDMI vào những đầu còn lại của đầu chuyển display board. Đó, rất dễ dàng luôn các bạn. Thế là các bạn đã có thể setup xong vào việc cắm cạc màn hình rồi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách có thể thiết lập 4 màn hình trên Windows. Đầu tiên các bạn sẽ thấy ở đây á, nó là có 4 cái màn hình đã hiển thị trên đây rồi. Và nó thường sẽ có một vị trí đảo lộn. Khi đó các bạn sẽ nhấn Identify. Các bạn sẽ thấy đây là số 1 nè. Đó, các bạn thấy hiện lên một chút rồi nó mất. Nhưng mà các bạn thấy được cái màn hình của nó thể hiện đang ở vị trí như nào. Các bạn chỉ sắp xếp đúng với cái thứ tự các bạn đã bố trí trên màn hình thôi. Đó, các bạn có thể kéo nó tự do khắp nơi. Đó, các bạn kéo nó như vậy đây. Xuống, lên, thoải mái luôn. Miễn sao nó đúng, phù hợp với cái cách mà bạn rê chuột là được. Các bạn hãy chú ý phần này để tránh bị đảo lộn trong lúc rê chuột nha. Đó, các bạn thường có thể xếp ngang luôn. Rồi, sau khi setup xong, bạn sẽ có 4 màn hình riêng biệt với độ phân giải là Full HD với mỗi màn. Các bạn có thể thấy được nó hiển thị trên đây. Đó, các bạn có rất nhiều độ phân giải nhưng chúng ta sẽ chọn Recommended là Full HD. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách setup trong NVIDIA Control Panel. Các bạn chỉ cần file ở một multi display như thế này đây. Ở đây sẽ hiện ra 4 màn hình theo đúng cái vị trí của bên ngoài. Nhưng ở đây chúng ta sẽ thấy nó bố trí khác là theo hàng ngang. Vì vậy mình cần phải thay đổi lại theo đúng cái bố cục mà mình sắp xếp màn hình bên ngoài ấy. Để có thể rê chuột cho đúng. Các bạn chọn ở một này nè, Topology đây. Mình chọn sang 22. Đó, mình sẽ thấy nó giống y chang như mình đã lắp đặt màn hình bên ngoài luôn. Sẽ có vị trí 1, 3, 4, 2. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thay đổi theo đúng cái hướng rê chuột. Rồi, các bạn đã làm xong phù hợp rồi đấy. Bây giờ cái độ phân giải sau khi ghép 4 màn hình sẽ là 4K. Bây giờ đó là những cái mà ứng dụng các bạn áp dụng vào trong thực tế với 4 chiếc màn hình như thế này. Đầu tiên á, là các bạn có thể dùng nhiều tác vụ trên nó. Ví dụ như ở đây mình mở một tab của trang web hộ sao và một trang Excel để mình tính toán cái cách mình build máy. Bên đó mình có thể bật thêm một cái YouTube để mình xem. Còn hai tab ở trên á, là mình á, muốn xoáy và chú trọng vào phần này. Đây chính là tác dụng của việc bộ xài 4 màn hình đây. Với những người thường xuyên phải mà coi cái sự lên xuống của chứng khoán hay là coi thì các bạn cần phải có một cái màn hình to và cập nhật liên tục từng đồng khác nhau. Rồi bạn có thể chuyển ra 4 tab thành 4 cái màn hình để coi được biểu đồ của từng cái. Và chính vì thế nó cũng có thể cho các bạn cập nhật được thông tin liên tục của những cái đồng coi. Tiếp tục quay lại với ứng dụng full màn hình của Nvidia lúc nãy mình nói á, thì các bạn có thể mở một cái ứng dụng khắp các màn hình như thế này.
kể cả trong việc chơi game. Nhưng đây chỉ là cái ứng dụng mà mình gọi là làm cho các bạn vui vẻ thôi, chứ không phải là ứng dụng chính của 4 chiếc màn hình sắp xếp theo kiểu này. Thường á, thì kiểu này là dành cho 3 chiếc màn hình. Tại vì sao? Vì các bạn có thể nhìn rõ ở giữa mà không có đường kẻ. Với những game như mà bắn súng á, thì cái hồng tâm nó thường nằm ở giữa. Sắp xếp như kiểu này thì không thể nào mà chơi game được, cho nên mình chỉ làm để mô phỏng cho bạn thấy và tham khảo thôi nha. Cái ứng dụng mà mình muốn xoáy vào thực chủ yếu á, là chính là những người làm việc với những con số lên xuống thường xuyên và phải theo dõi theo biểu đồ. Thì đây chính là cái cách sắp xếp và bố trí màn hình hoàn toàn phù hợp với họ. 4 màn hình liên tục, có thể coi được sự lên xuống của những cái thứ họ quan tâm, kiểu như chứng khoán, biểu đồ về nhà đất hay là Bitcoin vân vân. Chính điều đó nó cũng sẽ giúp cho bạn cái gọi là hiệu suất công việc nó tăng theo 35% theo như Samsung họ nói. Vậy là mình đã chia sẻ với các bạn về những công dụng của việc sử dụng đa màn hình và đối tượng của cái người sử dụng đa màn hình là ai. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và share. Còn nếu các bạn cảm thấy mình vẫn còn nhiều thắc mắc thì hãy inbox hoặc comment bên dưới để đội ngũ tư học hôm sau hỗ trợ các bạn. Xin chào và hẹn các bạn trong video tiếp theo.